Sao nhìn có nghẹn ngào vậy nè? Thở ra hơi, ngồi xuống đi. Không có sao, thở ra hơi càng tốt. Rồi bây giờ thở ra hơi bao lâu rồi? Thì cách đây 3 tuần. 3 tuần hả? Rồi, lúc, tự nhiên sao? Lúc em kéo cái máy nước á. Rồi. Cứ kéo lên kéo xuống mười mấy lần. Rồi. Nó làm cái sạc. Rồi, hiểu rồi. Cái em khó thở luôn. Rồi. Hồi hôm qua giờ em có chườm đá uống rượu ớt chưa? Em làm liên tục luôn. Không có, rượu ớt uống chưa mà làm gì ông nội? Có, em uống. Thì em học đây mấy tháng rồi, mấy rồi em có uống rượu ớt. Em thấy hôm nay, hôm rồi em mua rượu ớt còn thầy. Ừ, đúng, có từ thầy là ok nhất. Cái cổ em nó bị có đờm nè, em lấy rượu ớt của thầy, em đổ vô luôn. Thì thấy nó cô đờm lại. Không phải. Cái viêm họng nè, viêm hạt nè bị đàm á, thì em làm như thầy nói nhung, tức là em lấy một ly em bỏ vô cái em khò ha, rồi em khò chút xíu em khạc ra, rồi em lấy cho thầy một muỗng mật ong em ngậm vô, em ngậm cho nó xuống từ từ, thì khi mà em khò vậy thì nó sẽ chữa cái amidan đồ viêm họng hạt đồ này nó sạch hết, đàm nó sạch hết. Rồi một ngày em làm một lần thôi buổi sáng, nhớ thì này dặn chưa? Ha, rồi một cái, còn cái chuyện bây giờ hiện nay á, thì tụi em thấy em này nó là nó bị kéo, nó kéo cái nó khó thở, mọi người biết tại sao không? Bị gì? Nó bị cái xương ngực nè, nó bị lóc kê xương ngực nè. Bây giờ mình làm cái nó thở được liền, đúng không? Đó, dễ dàng quá mà, đâu có gì đâu, vậy về được rồi. Nhưng mà em sợ cái khí quản của em nó có vấn đề, thở nó... Thì bây giờ tôi làm liền, em có thở hay sao? Được không? Dạ. Nhưng mà về có tập hút không khí được không? Không, quên mẹ rồi. Trời ơi, em hớp chán rồi em nghĩ. Còn thì có chán, phải làm. Cả đêm em đâu có ngủ được đâu mà không hớp làm chi. Rồi, thì bây giờ về hớp lại nha. Okay. Không, ngày nào cũng hớp, thậm chí cái chân nó tê, bây giờ mình cứ nhấc lên nhấc xuống, được không được mình cũng ráng mình nhấc lên nhấc rồi, xuống thôi. Được rồi, dạ, với em, nha, dù khó uống rượu ớt, bây giờ em muốn ổn rồi, không có bị gì phải không? Dạ, không. Em tăng liều cho thầy. Dạ. Không, thầy... em tăng huyết áp nó xuống thôi. Hả? Huyết áp nó thấp. Huyết áp thấp đâu sao đâu, em uống, em ăn cơm no em uống có sao đâu, không có sợ đâu. Tại vì là móng chân của em nè, nó không có ra được là máu nó xuống dưới màu đây không được, hiểu không? Từ 12 ngày nay là nó liệt hết rồi xuống này. Đúng rồi, không sao đâu. Bây giờ em chịu khó là em nghe lời thầy là em chườm đá là gan với em chườm hai cái bẹn cho thầy. Để cho máu xuống, bây giờ em đi thử coi. Mọi người xích giùm vô chút xíu. Em đi tới lui được. Không, em đi thì bình thường, muốn nhanh muốn chậm. Ồ vậy được hả? Dạ. Thì cứ đi đại đi. Còn nãy tôi đứng cái lùm cùm giống em già quá. Đi đây. Ok. Đó. Muốn nhanh chậm mà nhìn thấy chán không? Rồi tới đây rồi. Muốn nhanh muốn chậm rồi. Rồi được rồi, tới đây. Chuyện nhỏ như con thỏ. Rồi nằm xuống, đầu quay qua đây. Thấy không? Tụi em thấy ông khó thở đúng không? Bây giờ mình mở cái xương ngực ông ra hết liền. Rồi ông này xỉn rồi, thấy mẹ rồi. Rồi ngồi dậy đi, mở xương ngực đi em con làm xích lên chút xíu đó rồi mở. Ông này bị xuyển nữa rồi, ông nghe để bữa nào tôi mua cái ông nghe mới được. Mất đâu có đeo, để cho thầy mượn cái ông nghe coi. Mà lâu quá tao có rời tới, xong chưa quay qua đi. À, trời ơi. Vậy mà tôi không biết nữa mà tôi có. Được, bỏ lâu quá quên. Rồi, hít mạnh. Thế ra. Hít mạnh. Thế ra. Mạnh lên nữa. Rồi, em quay qua đi. Hít mạnh, thở ra. Hít mạnh, thở ra.
hít mạnh, để ra, hít mạnh, mình lại vô tập cho nghe, rồi hít mạnh, thở ra, hít mạnh, thở ra, hít mạnh, thở ra, hít mạnh, thở ra, rồi chân kia nghe, nghe không, nghe cái tiếng không, rồi hít mạnh, thở ra, hít mạnh, thở ra, hít mạnh, thở ra, hít mạnh, thở ra, xong rồi. Rồi quay qua đi. Thôi để cho mấy em bữa khác. Cứ hít nữa thôi. Hít, hít nữa không chết. Rồi. Cái phổi á, bây giờ em thấy nghe về dễ chịu chưa? Thì nó cũng dễ chịu. Nghe về nghe dễ thở rồi phải không? Rồi, mình nãy là mình giải quyết cái của ông này ha. Thì nói hết không? Không bao giờ hết được. Tại sao biết không? Ông này ông đang bị viêm phổi. Ông đang bị viêm phổi rồi. Ông ha, mọi người á là khi mà mình đặt cái tay vô cái phổi. Ha, đây là hai cái đỉnh phổi, rồi mấy cái này là phổi dưới ha. Thì khi mà hít vô á thì nghe nó mà thí dụ như nghe biết con mèo không? Con mèo kia ra gọi là răng hái. Ha. Còn bây giờ là hồi nãy là răng ẩm. Răng ẩm, còn răng nổ á là mình làm giống như lấy bình ni lông của em á là bốp bốp nha. Bốp nó gọi là răng nổ. Em còn hãy mà đổ miếng nước vô cái kéo ra cái vô vậy thì nó nghe cái mùi cái rít mà nó nghe nó dính là ẩm. Có nghĩa là ông này hiện nay nó có dịch luôn ở trong phổi này. Chính xác. Cho nên á là mấy cái bệnh á mà cái mình mà biết co nghe thì mình rất dễ mà mình nhận mình chữa này á là mình tự sát luôn. Mà khi mà ông bị răng ngáy á thì mình hít thở không khí là nó được. Còn bây giờ thí dụ như ông này nè, tụi em thấy là răng ẩm á, mà răng ẩm ông còn nhẹ nha, mới nặng chút xíu nữa là ông nằm không được. Ông nằm không được, ông thở cũng không được, ông phải ngồi dậy ông thở mới được. Tại vì cái dịch nó tràn lên đây ông thở không được. Cho nên là bây giờ mình bấm cái việc gì biết không? Bấm cái huyệt vô bệnh viện á. Không phải cấp cứu. Cái này đến bác sĩ về phổi là được rồi. Bác sĩ mà chuyên khoa về hô hấp á ha, thì ông vô ông khám xong cái ông cần thiết là ông cho chụp X-quang. Còn không cần thiết nếu bác sĩ nào mà phổi mà kêu bằng là nội khoa giỏi á thì ông nghe này ông kê cái đơn uống hết liền ha. Cái này phải dùng kháng sinh thôi, không có dùng, không có cái gì khác hơn ha. Thành thử là bây giờ ông này rất là mệt, rất khó chịu ha. Nhưng mà ông bị ông tin mình, ông mới lao mình vô đây cho chết. Không được, không được. Bây giờ, thì bây giờ ông không chịu phải rồi. Tại vì ông tin thầy. Nhưng mà bây giờ phải xuống thầy. Mình xuống thầy thì giờ thầy khám ra rồi. Cho nên là hồi nãy ông lúc nằm xuống thì nghe cái tiếng thở của ông thì nó rồi ông này bị cái phổi rồi ha. Rồi thành thử á là khi nào mình kéo á là mình điều chỉnh cái hồi hổm ra ông bị cái gì đó ông khiêng đồ nặng á thì cái đó thầy giải quyết rồi. Thành ra là giờ em thấy dễ chịu chứ em không có khỏe cái phổi liền. Em chỉ nghe lời thầy đến bác sĩ mà hô hấp nha, đừng lỡ bác sĩ Nhi nha, đừng lỡ bác sĩ ngoại khoa nha. Đó là tốt nhất đi vô trong không không có năn nỉ con mẹ gì hết á. Bây giờ nắm đầu ông vô trong bệnh viện, muốn cho ông sống để ông nuôi bà. Không, đây nè, chút xíu qua bệnh viện Hoàng Mỹ luôn, khỏi cần đi đâu hết á. Đó là nói bây giờ là tôi bị khó thở vậy á, cho tôi đến vô tôi khám. Hỏi khám ai nói cho tôi khám bác sĩ chuyên về hô hấp, nhớ nha, vô đây vô thẳng đây nè, nó bác sĩ chuyên hô hấp, vô ông khám ra liền. Nhưng mà thí dụ như ở đây thường thường bệnh viện nó bài chuyện để làm tiền thì nó phải chụp phim rồi cái này nọ, thí dụ nó biểu ông làm CT đó, không cần chụp X quang được rồi, thấy không? Rồi á là cái này chỉ cần chụp X quang rồi bác sĩ nó nghe cái phổi nó cho đơn được liền. Cũng như tôi á, hồi xưa tôi làm khoa lao mà cho nên là tôi khám này tôi cho đơn được liền. Nhưng mà giờ tôi hết rồi, giờ tôi bấm huyệt rồi xong
Nếu vô nhập viện là không không cần nhập viện, không cần nhập viện.